tất cả các bác. Vừa rồi các bác đã được trải nghiệm chất âm của cái bộ dàn Aiwa MG10. Bộ dàn này thì với cái tông màu là màu đen từ loa đến đầu máy các bác nhé. Về tính năng, hiện tại thì bộ dàn có chạy CD FM full 108 và AUX trên điện thoại máy tính qua jack 3.5. Về tính năng thì bộ dàn có chạy có chỉnh super bass on hoặc off nhá, anh em xoay ở đây. Và chỉnh equalizer cũng ấn ở nút sâu rồi nhá. Các hướng techno, voi là lời nhá. Cafit là nói chung là gần như là cân bằng. Heavy là tăng bass và chắc bass nhiều hơn chút xíu. Flat là cân bằng. Hip hop là tăng bass chắc đều. Techno là bass chắc đều, chắc cao hơn bass một chút xíu. Đấy, voi là lời. Thì anh em để techno đi, nghe cho nó hay nhá. Techno là bass chắc đều lên. Đó. Tuy nhiên thì cái con CD này thì em đã test với một số đĩa thì nó có hiện tượng kén đĩa nhẹ anh em nhé. Cho nên khuyến cáo anh em nào mà hay chơi CD, thích chơi CD thì có thể bỏ qua bộ này. Bởi vì là cái CD nó hơi kén đĩa. Đó. Em đang test CD này nhá. Ok. Em mở cái đĩa chợ. Đấy. Tuy nhiên thì thi thoảng thì em thấy là một số đĩa thì nó lại kén không đọc. Đấy. Nói luôn đến bác tình trạng là như vậy nó dễ. Rồi, em test đến cái tính năng chơi AUX cái nút điện thoại máy tính qua jack 3.5. Anh em ấn cho em vào nút có chữ là function này nhá. Đây function đây. Chuyển về chế độ AUX cho em. Đây. AUX đây. Ai đêm con dấu sang sông để cho số lòng nó bay nó chậm về đâu. Ai chia duyên bắc tình nam người nơi đâu gió kể ngoài. Mặt cho con tàu xoay vần, ôi nhìn thấy sự nổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi. Để mặt cho con tàu xoay vần. Nghe đổi màu đem màn hình ở nút color này nhé, ấn color này và xoay cái núm này, đấy và thì màn hình sẽ đổi nhé. Em test nốt thì nghe em nói anh em ấn nút chữ có chữ tuner này nhá, trên máy chúng tuner nhá. Rồi giờ sóng em giờ sóng người hai nút tiến lùi này. Con này em chưa cắm ten hay sao ấy, để em kiểm tra nhá. À em cắm rồi. Đây. Rồi sóng 100 ạ nhá. Đây. Quốc phòng Việt Nam Nhật Bản cấp thứ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ 8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Sau đối thoại, rồi, thứ trưởng giờ sáu anh em vào nút tiến lùi cho em nhé. Đấy. Ok, xin phép báo giá luôn. Bộ dàn này em bán với giá 1.350.000. 1.350.000 đã bao gồm cho anh em một bộ đổi điện và một dây AUX. Anh em mua chuyển cọc cọc 300. Anh em mua chuyển đủ 1.350.000. Bên em tặng anh em bộ chân đế, cây loa và cây âm ly. Anh em mua chuyển đủ và không thích cái bộ chân đế, cây loa và cây âm ly thì bên em sẽ đổi sang bao ship cho anh em. Đó, còn nếu như anh em lấy chân đế thì anh em giả tiền ship. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng anh em liên hệ số Zalo 0975 575 262. Em xin nhắc lại số điện thoại Zalo 0975 575 262. Ok, bây giờ em sẽ tiến hành đi quay qua hình thức tổng quan của bộ dàn. Mặt trước thì bộ dàn anh em có thể thấy trước mắt anh em rồi, đẹp tương đối ok anh em nhé. Rồi, mặt trên hai căn một thêm mới đẹp, hai căn màu đen anh em nhé, tương đối là mới đẹp. Đấy. Rồi đầu máy cũng mới đẹp luôn. Đó. Loa thì tổng quan cũng rất là đẹp. Cạnh sườn đẹp, cạnh này bao đẹp ok. Cạnh trên đẹp ok. Xem bên này. Rồi, xem bên này cũng đẹp ok luôn các bác nhá. Rồi, sườn bên này. Rồi, sườn bên này đẹp ok luôn. Em nhìn thấy đẹp ok luôn. Sườn bên này thì nó có nở nhẹ ở đây. Đây nở nhẹ chỗ này nhá. Hơi phồng ra một tí thôi. Rồi em tra keo rồi anh em yên tâm chơi nhá. Rồi phía sau. Thùng vách ok, loa bên này ok, đầu máy ok, có cổng xúc điện anh em nhé. Đây cổng xúc điện đây, anh có thể chơi xúc điện cắm vào đây nhá. Còn đây là cổng loa này, đây là cổng AUX này, đây là cổng em bắn
Bắt FM này, cắm thêm mọi người một cái đoạn dây điện đây, cắm em nhé. Thu FM. Thùng quách loa bên này, chỗ này có bị vỡ một chút xíu. Đây, cấn chút xíu thôi. Em tra keo đàng hoàng nhá, yên tâm nhá. Anh em chơi không sợ lo vỡ thêm nữa. Đã tra keo chắc chắn rồi. Rồi. Như em đã nói, bộ dàn em bán ra 1.350.000. Chuyển khoản cọc có 300, chuyển đủ thì em tặng chân đế. Còn nếu như anh em không lấy chân đế thì em bao ship luôn. Anh em mua hàng liên hệ với số Zalo 0975 575 262. Rồi em xin kết thúc video test tại đây.